Nhìn ngoài chơi thế thôi, nhưng bên trong giàu tình cảm lắm. Thủ dạng hiếm như thế mà lại ế đấy. Chắc gì, nhớ đâu nó thích ai nhưng không công khai thì sao? Thích ai? Thích mày ấy. Cái gì? Thích tao á? Tao thấy nó mua hoa đấy. Vừa hay mai là sinh nhật của mày. Biết đâu mai đi học nó tặng hoa mày thì sao? Tặng hoa? Chúc mừng sinh nhật, cậu quay lại với tớ được không? Có cần phải thế không? Ê, quán của mày kia. Lý do tớ không yêu ai là bởi vì đã có cậu ấy. Thank you.